Thưa quý vị, 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lỗi lạc, tận trung với nước, phụng sự cách mạng và phục vụ đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, là nhà lý luận trí tuệ, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, người kế tục xứng đáng sự nghiệp của các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc nghiên cứu thông tin, báo chí phản ánh, kiến nghị về việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu nhằm tăng tính công khai, minh bạch, khắc phục những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua. Trên cơ sở đó, có giải pháp triển khai phù hợp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này. Trước đó, thành viên nhóm tham vấn hiến kế kinh tế vĩ mô quốc gia và hội nhập quốc tế có ý kiến cho rằng việc thành lập sàn kinh doanh xăng dầu có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Khi sàn giao dịch xăng dầu được vận hành sẽ công khai thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, từ đó giảm thiểu khả năng thao túng giá, tạo cơ chế định giá linh hoạt, nhanh chóng và cải thiện quá trình phân phối, lưu thông xăng dầu. Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, theo Điều 24 của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính, thì mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản kịch khung là 1 tỷ đồng, áp dụng đối với tổ chức vi phạm 4 hành vi liên quan đến việc chủ đầu tư không công khai thông tin việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Ngoài ra, hành vi không công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định đã được quy định, xử phạt tại Nghị định số 16/2022, mức phạt tiền từ 100 đến 120 triệu đồng. 53% số thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi ở Australia cho rằng bia rượu không cồn hấp dẫn với họ và hơn 1/3 trong số đó đã dùng loại đồ uống này. Đây được xem là kết quả đáng lo ngại vì việc tiếp thị rượu bia không cồn nhắm vào thanh thiếu niên khiến nhóm đối tượng này quen với hương vị và sẽ dễ chuyển sang uống rượu bia có cồn khi đến tuổi trưởng thành. Các nhà nghiên cứu Australia khuyến nghị chính phủ nước này nên xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo giới trẻ không tiếp xúc với tiếp thị rượu bia không cồn hoặc đưa ra cảnh báo trên bao bì. Các loại rượu bia không cồn thường được sử dụng như một giải pháp thay thế đồ uống có cồn. Tuy nhiên, loại đồ uống này được cho là có thể gây tác hại ngầm. Ngày 19 tháng 7, bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike đã ảnh hưởng đến hàng loạt khách hàng dùng hệ điều hành Windows trên toàn cầu. Dù Microsoft tuyên bố sự cố đã được khắc phục, ảnh hưởng của nó vẫn chưa dừng lại. Nhiều chuyến bay khắp thế giới bị gián đoạn dẫn đến việc điều chỉnh kế hoạch khai thác và tạo tác động dây chuyền. Một số đài truyền hình phải ngừng phát sóng. Một số dịch vụ ngân hàng, hệ thống chăm sóc sức khỏe chạy hệ điều hành Microsoft bị tê liệt. Trong một thông báo gửi đến khách hàng, CrowdStrike xác nhận bản cập nhật phần mềm Falcon Sensor dùng để bảo vệ máy tính Windows đã gây ra sự cố và hiển thị màn hình xanh chết chóc. Trong một quảng cáo gần đây, công ty tuyên bố hơn một nửa công ty trong danh sách Fortune 500 dùng phần mềm CrowdStrike. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng nhiều mô hình, điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong quản lý đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hải Bình An, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ hiện có trên 20 lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản. Trong số những người lao động công ty, có 4 trường hợp đang sử dụng methadone. Họ được tạo điều kiện thuận lợi để làm lại cuộc đời, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống với mức lương trên 7 triệu đồng một tháng. Được sự quan tâm của bên chính quyền địa phương, rồi là công an xã các cấp đến tuần hơn tuần thì lại đến chơi rồi trao đổi động viên, anh em cũng hòa đồng bình thường làm như mọi người thôi. Cũng chẳng có một cái gì gọi là phải để anh em phải kỳ thị nhau đâu. Cho nên mọi công việc là rất là suôn sẻ, rất tốt. Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ hiện có 11 trường hợp chấp hành xong án phạt tù, đang làm việc ổn định ở 3 doanh nghiệp.
tổ chức trên địa bàn xã. Đây là kết quả từ công tác lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, lực lượng công an làm nòng cốt và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình tạo việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành các án tù, cũng như là cái việc sử dụng ma túy thì về địa phương, thì chúng tôi đã giao cho công an xã tham mưu cho ủy ban xã xây dựng kế hoạch đó. Về cái việc đó thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi rất có hiệu quả. Đảng ủy cũng chỉ đạo rất chi là sát sao đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức chính xã hội vào cuộc tuyên truyền vận động các đối tượng này tham gia vào các tổ chức đó và cá nhân đó để đảm bảo kinh tế xã hội. Xác định quản lý đối tượng là một trong những công tác quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt các lực lượng triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã đã làm tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng đang quản lý sớm có cuộc sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng, không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho giám đốc thường xuyên hướng dẫn công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và công tác quản lý đối tượng cũng như là tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác hướng dẫn chỉ đạo công an cấp xã cập nhật các chỉnh sửa các cái thông tin lên phần mềm quản lý đối tượng. Do đó đã giúp được lực lượng công an cấp cơ sở nâng cao được chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Cùng với đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm, lập danh sách quản lý, theo dõi, thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng trong diện quản lý, giáo dục, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì 26 loại mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua cái mô hình này từ thực tiễn thì cũng nhận thấy rằng là đây là một mô hình mà đã giúp cho cái người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, được yên tâm, ổn định và chấp hành tốt các quy định của địa phương, cũng đồng thời cũng phòng ngừa, ngăn chặn cái hành vi tái phạm tội để ổn định tình hình an ninh trật tự và cũng là làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trong 5 năm từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an đã tham mưu phối hợp tổ chức trên 1.900 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 153.000 người tham gia, phối hợp với các địa phương tổ chức 55 hội nghị tuyên truyền, phát động điểm về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 12.300 người tham gia, thường xuyên rà soát, thống kê, quản lý những đối tượng có tiền án, tiền sự, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, phối hợp làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho các đối tượng lầm lỗi, người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Công an tỉnh đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2024-2028. Hiện đã tiến hành giải ngân cho 153 đối tượng với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Có thể thấy rằng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.